công an đánh úp sòng bạc ở khu câu cá giải trí, thu giữ hơn 1 tỷ đồng. Ập vào khu câu cá ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát phát hiện gần 20 con bạc hăng say đánh bài cào ba lan tiền, tăng vật thu giữ hơn 1 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 9, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Bình Chánh vừa triệt phá sòng bạc ngang nhiên hoạt động trong thời gian thành phố vẫn đang thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội. Sòng bạc này do Lê Quốc Thịnh, 32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh và Đặng Hoàng Vinh, 33 tuổi, ngụ quận Bình Tân tổ chức thông qua hình thức chơi bài cào ba lá ăn tiền tại khu câu cá Tấn Đạt, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Sau thời gian theo dõi, chiều ngày 29 tháng 9, các trinh sát bất ngờ ập vào khu câu cá trên và bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bài cào ba lá ăn tiền, tăng vật thu giữ tại hiện trường hơn 1 tỷ đồng, 3 xe ô tô, 22 điện thoại di động, 4 xe máy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc. Bước đầu, các đối tượng khai nhận Vinh và Thịnh thuê khu câu cá trên với số tiền 2 triệu đồng mỗi ngày để tổ chức sòng bạc từ tháng 8 đến nay. Tụ điểm đánh bạc này hoạt động từ 13 giờ đến 21 giờ mỗi ngày và có từ 10 đến 20 con bạc tham gia với tiền cược từ 1 đến 2 triệu đồng ván. Con bạc tham gia sát phạt phải nộp 500.000 đồng tiền phí đưa, đón, mua que test Covid, 10 và đồ ăn uống. Trung bình, mỗi ngày Vinh thu lợi được khoảng 13 đến 17 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, hạn chế đi lại do dịch Covid-19, liên hai đối tượng Vinh và Thịnh đã lợi dụng giấy xác nhận đi lại theo yêu cầu công việc do một công ty bất động sản cấp và dùng ô tô để chở các con bạc đến sòng bài. Hiện tại đối tượng Thịnh đã bỏ trốn và công an đang truy bắt để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.